Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi thân. Đây là video clip mình làm hơi muộn một tí xíu vì hôm nay là ngày 5 tháng 5 rồi. Nhưng mình muốn làm đầy đủ hết cả 12 con giáp cho tất cả mọi người biết được cái vận hạn của tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 để mọi người có một cái thông tin mà để mà biết được là tháng này tốt xấu đối với mình theo tử vi là như thế nào. Thì như đã nói ở những cái video trước, tử vi là cái gì đó mình được tổng hợp từ sách vở chứ không phải của một riêng người nào hết. Mình cũng vậy thôi, mình cũng không phải tài giỏi gì, mình chỉ là người biết cách đọc kỹ thuật và biết được những cái nào là kiên kỵ, cũng giống như số học, toán học vậy thôi, nó có những cái nguyên tắc nhất định. Và đây là cái video mình sẽ làm về vận hạn của cái tháng 5 âm lịch, tháng Mậu Ngọ đối với tất cả những người tuổi thân. Thì đầu tiên hết thì mình sẽ nói đến người giáp thân, người ta gọi là quá thụ chi hầu, khỉ trên cây, mệnh là tuyền trung thủy, sinh năm 1944. Thì những người này là nam mạng thì năm nay có sao thủy diệu, mà nữ mạng thì có sao mộc đức. Các bác này sinh năm 1944 thì rõ ràng là các bác lớn tuổi rồi, đã an ở trong cái thời kỳ gọi là an hưởng tuổi già, cho nên là không có nặng nề về cái việc làm ăn, chủ yếu là xem cái bổn mạng của mình và được gọi như là con cái trong cuộc sống nó có vui vẻ hay không thôi ha. Thì đầu tiên hết đó, xét về mạng đó, đối với người mà giáp thân là mệnh thủy, gặp tháng này là tháng Mậu Ngọ, là tháng hỏa, cho nên là bản mệnh các tháng cần phòng bệnh nạn, bổn mạng có chút khó khăn, không được khỏe khoắn lắm. Với cái hạn mà tam kheo của nữ là hay say sát, tay chân nhẹ nhàng thì nên là đi đứng cẩn thận. Này là các bác cũng lớn rồi, đi đứng thì cẩn thận một tí xíu, đừng có ấy để mà xảy ra té ngã chạy trước. Còn đối với các bác nam thì với cái hạn thiên tinh rối rắm tranh chấp thì mình nghĩ rằng chả có cái gì mà tranh chấp nữa, cho nên là không có vấn đề gì, thì bổn mạng hơi bị khó chịu một tí xíu. Thiên can thì chữ giáp của các bác thì khắc chữ mậu, gọi là thiên can tương khắc tháng, xấu cho công việc, dễ gặp chống phá, cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng. Như vậy là đối với cái các bác thì đã hết cái tuổi làm việc rồi, bây giờ thì con cái, cho nên là chữ giáp khắc chữ mậu chắc là con cái rồi này kia nó sẽ có làm cho các bác không được vui vẻ lắm, cuộc sống nó đối với các bác là nó không có thuận tiện ha, do là thiên can nó thuần về việc là nó thường ảnh hưởng đến cái việc là làm ăn, cái sinh hoạt trong cuộc sống. Về phần địa chi, tức là phần gia đạo và tình cảm thì thân và ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau về mặt tử vi. Như vậy thì rõ ràng là gia đạo và tình cảm ở trong gia đình thì chắc không có cái gì, các bác lớn rồi thì con cái phải có sự hiếu thuận. Với vốn dĩ những người tuổi thân thì là những người rất là thông minh, làm lụng rất là giỏi giang, cho nên là nghĩ rằng các bác cũng tạo lập được có cái lòng tin đối với những người con, không có ai mà quá làm cho các bác buồn phiền. Là tháng này cũng là một tháng tốt, tháng này đang là tháng hè, nếu mà con cháu sẽ tụ tề đúng không, bên gia đình, bên ông, bên bà thì rõ ràng là các bác sẽ có sự vui vẻ. Rồi tiếp đến đó là những người bính thân, sinh năm 1956, người ta gọi là sơn thượng chi hầu, khỉ ở trên núi, khỉ núi mà chứ không phải là khỉ rừng. Thì mệnh là sơn hạ hỏa, lửa trên núi luôn. Người mà mệnh hỏa thì rõ ràng là mệnh hỏa đi thì gặp tháng mệnh hỏa thì gặp tháng hỏa là đồng hàng, bản mệnh sức khỏe ổn, có bệnh thì cũng dễ dàng vượt qua, vốn dĩ của người bính thân ha. Thì thiên can thì là chữ mậu với chữ bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Riêng về mặt âm ngũ hành thì mậu thì thuộc thổ, bính thì thuộc hỏa, như vậy là ngũ hành là được tương sinh, ngũ hành của thiên can là được tương sinh, công việc dễ sinh tài lộc. Đặc biệt là do là chữ bính là hành hỏa, chữ mậu là hành thổ, cho nên thuộc dòng tương sinh, nhưng có vẻ nó như là sinh xuất, cho nên là tiền tài sẽ không quá lớn lao đâu.
có thì cũng nhỏ nhỏ thôi, đừng có manh động ha. Rồi địa chi thì cũng giống như người Giáp Ngọ, thân Ngọ thì tự chủ, bình hòa, không hành hại, không xung khắc nhau, gia đạo vẫn là một cái gì đó rất là ok ha. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành, thân thì thuộc kim, Ngọ thì thuộc hỏa, dễ còn một chút buồn phiền trong cái tình cảm gia đạo, nhất là các bác nam ha, bởi vì các bác nam đó là có cái hạn là hình tiền, đề phòng bệnh nặng, còn các bác gái là trở ngại va bắp, cho nên là các bác nam thì bổn mạng nó như vậy thì không sao, nhưng mà các bác nữ mà khi mà gặp cái thiên can như thế này, gặp trở ngại cho rối ren thì coi chừng là có nhiều điều buồn phiền ha. Rồi tiếp đến đó là những người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, người ta gọi là độc lập chi hầu, vốn dĩ là những người chỉ thích khỉ độc thân, chỉ thích chỉ nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn thôi ha. Đại trạch thổ mệnh, như vậy thì đối với người mà Mậu Thân thì tháng năm âm lịch này rõ ràng là tốt đẹp. Tại vì sao? Tại vì mạng là hỏa thì nó sinh thổ, như vậy là bổn mạng được tương sinh. Ngoài cái việc mà tốt cho sức khỏe, tốt cho mọi điều, thì các cái tinh quân tốt, nhất là các tài tinh, dễ được gọi là dễ được tương sinh, dễ được phát huy cái tác dụng. Mà ngược lại thì các phá bại tinh sẽ bị phần nào mà khống chế. Rõ ràng là ngon lành rồi, đúng không? Thiên can á, thì cái chữ Mậu nó sẽ đồng hành với chữ Mậu luôn, đồng hành thổ. Như vậy thì rõ ràng là tốt đẹp. Và năm nay thì như đã nói là can Mậu thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, chữ Mậu của mình nó thổ luôn, thì nó được cái hỏa vượng đó. Tháng này là tháng thiên thượng hỏa, tháng này là tháng hỏa vượng nhất trong cái năm Mậu Tuất 2018, thì nó sẽ sinh thổ nhiều, hỏa vượng thì sinh thổ mà, thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của các bác, của các anh các chị, và đặc biệt đó là sẽ làm cho các anh các chị dễ sinh tiền tài. Rồi thiên can thì cũng giống như những tuổi thân khác, thân Ngọ thì tự chủ bình hòa, cho nên gia đạo cũng vẫn là không phải là vấn đề. Riêng thì do là như đã nói trên là thân thì thuộc kim, Ngọ thì thuộc hỏa, nên là âm ngũ hành gọi là bị tương sinh, của địa chi là tương sinh, nhưng mà nhờ cái hỏa đồng hàng, Mậu đồng hàng, hỏa sinh thổ mà Mậu đồng hàng thì rõ ràng là nó sẽ có nhiều điều tốt đẹp, cho nên là gia đạo không có nặng nề gì đối với người Mậu Thân ở trong cái tháng năm âm lịch này đâu, cho nên là phải nói là người Mậu Thân khá tốt đẹp ha. Rồi tuổi thân tiếp theo đó là Canh Thân, sinh năm 1980, người ta gọi là thực quả chi hầu, khỉ chỉ ăn hoa quả thôi, mệnh là thạch lựu mộc mà ha. Người thạch lựu mộc thì Canh Thân này á, thì như đã nói ở trong cái 6 tháng đầu năm rồi, và cái vận hạn của cả năm á, thì nam thì có sao thủy diệu vướng chuyện buồn phiền, mà nữ thì có sao mộc đức may mắn danh lộc tốt ha, và làm ăn thì hiện tại thì rõ ràng là cũng chưa có nhiều lắm cái tín hiệu tích cực đối với cái người mà mệnh mộc này, dù rằng đó là những, đây đã bước qua mùng 5 tháng 5 rồi, nhưng mà rõ ràng là người của Canh Thân vẫn không có khởi sắc gì lắm ở trong cái năm mà tương đối này. Như vậy thì xét về mạng của cái tháng 5 này, tháng 5 Mậu Ngọ là tháng 1 tháng hỏa, các em là mệnh mộc gặp tháng hỏa là sinh xuất bản mệnh, mộc sinh hỏa mà, nên là sức khỏe có thể là yếu kém, rề rề là rà, cho nên là cẩn thận về mặt sức khỏe, sẽ có chút va quẹt, trầy trụa tay chân, cho nên là cẩn thận khi đi ngoài đường ha. Thiên can Canh Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, riêng mặt ngũ hành á, thì thiên can tương sinh, là sao? Là Canh ấy thuộc kim, Mậu thuộc thổ, cho nên là công việc dễ sinh tiền tài. Do là Mậu thuộc thổ sinh kim, tức là Mậu sanh Canh về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là tiền tài nó sẽ có, thậm chí là có nhiều.
nhưng mà có rồi sẽ mất đi ha. Có thu và có chi chứ không phải là có là thầy lưu giữ được, cho nên là cần cẩn thận ha. Thiên can thì cũng như là các tuổi thân khác, thân với ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc ha. Như vậy là với cái mộc mà sinh hỏa này thì người canh thân của tháng màu ngọ để ý chút về phần sức khỏe, còn lại thiên can và địa chi thì đều tốt đẹp. Có thể nói là công việc và gia đạo của canh thân trong tháng màu ngọ sẽ không có việc gì quá to lớn đâu, cho nên là ok, có thể nói là màu ngọ sẽ có tiền, canh thân sẽ có tiền trong tháng màu ngọ nhưng không nhiều, có vừa đủ thôi, có còn hơn không, đúng không canh thân? Rồi đến người nhâm thân sinh năm 1992, mệnh là kiếm phong kim, người ta gọi là thanh tú chi hầu, tức là khỉ mà khỉ đẹp đó, khỉ đẹp nhất á. Thì như đã nói, nhâm thân năm nay có sao mộc đức, thì người ta gọi là ok, mộc đức mặc sức mà ăn ha. Rồi nữ mạng thì có sao thủy diệu, dễ có chuyện buồn phiền. Thiên can quanh vận niên thì kê giáp viên rất là tốt đẹp. Tuy nhiên cái thiên can chữ mậu của năm nó khác chữ nhâm, mậu khắc nhâm nên công việc rất là khó khăn, dễ sinh rối rắm mà họ không tốt đẹp. Thân với tuất là vốn là tự chủ bình hòa, nhưng mà ngũ hành đó, thì thân là kim, tuất là thổ, cho nên là năm nay dễ sinh dễ có sinh chuyện tình cảm cứ sinh ha. Nhưng mà với cái vận niên mà mậu khắc nhâm này thì cần cẩn thận giúp về phần công việc và nhiều điều nó không có tốt đẹp lắm, cho nên là các em cần cẩn thận ha. Rồi xét trong tháng năm này đối với người nhâm thân thì nó sẽ như thế nào? Thì trong có lẽ nói rằng là nhâm thân là người xấu nhất trong các người tuổi thân ở trong cái tháng màu ngọ này. Lý do là sao? Vì đúng rồi, mệnh là tháng này là tháng hỏa, các em là kim, hỏa nó khắc kim, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe, bổn mạng và đề phòng tai nạn, đặc biệt là không nên đi xa dù tháng này là tháng hè ha. Thứ hai nữa đó là khi mà hỏa nó khắc kim á, thì nó sẽ đốt đi những cái tinh quân tốt, nó làm cho những cái tinh quân tài tinh của mình sẽ bị vào cái vận không được ok lắm. Thiên can chữ mậu nó khắc chữ nhâm, tháng khắc thiên can công việc dễ gặp điều không tốt ha. Tốn tài và dễ lâm vào bế tắc. Đó là vừa khắc mạng vừa khắc thiên can ha. Đặc biệt đó là cái thiên can này là ảnh hưởng tới tiền tài. Ai anh không dám khuyên, chứ mà riêng mẫu nhâm thân thì rõ ràng tháng này là tháng quốc cúp, nhất là các bạn nam ha. Dù là có là sao mộc đức may mắn danh lộc tốt đi nữa thì tháng này tháng quốc cúp cũng đừng đụng vô. Thì vì mẫu khắc nhâm, hỏa khắc kim thì rõ ràng đụng trên nó chết trên, đụng dưới nó chết dưới, mà đánh hòa thì nó cũng thua luôn. Cho nên là mẫu thân làm ơn đừng dính vào quốc cúp coi thôi, chứ còn dính vô thì anh bảo đảm luôn là như cái mệnh rách ha. Nói trước nhất là các em nam ha. Rồi về phần địa chi thì cũng giống như các cái tuổi khác, tuổi thân khác, thân với ngọ thì tự chủ bình hòa rồi ha, không có việc gì về gia đạo. Như vậy thì rõ ràng là đối với người nhâm thân tháng màu ngọ này là cực kỳ xấu, cả về bổn mạng lẫn cái việc tiền tài cũng như là công việc. Chỉ có gia đạo là một cái chỗ dựa khá mà an toàn cho các em, cho nên là các em cần cẩn thận cái tháng này. Rồi như vậy là mình đã tổng hợp xong tử vi vận hạn của tháng màu ngọ, tháng năm âm lịch của tháng Mậu Tuất 2018 cho tất cả những người tuổi thân. Hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích có thể giúp được mọi người trong cái tháng năm, một cái tháng hỏa, gọi là hỏa vượng nhất của năm. Đối với những tất cả mọi người của canh thân, ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng tuổi thân được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những tử vi vận hạn của các tháng tiếp theo của năm Mậu Tuất 2018 đối với tất cả các tuổi, có thể là tuổi của bạn và tuổi của người thân. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo, trong
sớm nhất. Bye bye mọi người.